Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là ngày trading đầu tiên của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ các bạn. Hôm nay đó là tối ngày thứ ba tại Hoa Kỳ. Bây giờ là khoảng 6 giờ tối tại Cali. Thì ở Việt Nam đó, các bạn đã bước qua là ngày thứ tư rồi. Và chúng ta đã thấy được là riêng về Bitcoin đó, thì từ hôm qua tới bây giờ giá tiếp tục có sự tăng trưởng. Và hồi sáng này các bạn thấy giá đã lên tới cái mức là gần 46.000 đô luôn, là 45.926 đô la các bạn. Nhưng mà sau đó lại có một cái sự điều chỉnh xuống. Thì tại sao vậy? Tại vì một người các bạn, đó chính là Jim Cramer. Thì không biết tại sao hồi sáng này đó, Jim Cramer trên đài CNBC thì lại quay đầu và ủng hộ Bitcoin các bạn. Và Jim Cramer đó đã nói là đây là một kỳ quan công nghệ. Charlie Munger quá cố, rất thông minh nhưng mà lại không nhìn thấy điều này. Bạn không thể giết Bitcoin, nó vẫn sẽ tồn tại các bạn. Thì đương nhiên chúng ta thấy được là sau đó giá đã có một cái sự điều chỉnh rồi. Tại vì Jim Cramer đó rất là lợi hại các bạn. Và chúng ta cũng đã biết là Jim Cramer là một trong những người mà trong vòng hơn 1 năm rưỡi qua đó thì luôn nói là nên bán hết Bitcoin đi. Ngay cả cái lúc mà chúng ta thấy giá Bitcoin nó xuống tới đáy của mới đây là khoảng 16.000 đô. Thì các bạn thấy là lúc đó đó thì Jim Cramer vẫn kêu gọi mọi người là bán hết Bitcoin. Nhưng mà bây giờ ở cái mức này đó thì Jim Cramer lại quay đầu trở lại mà nói là đây là một kỳ quan công nghệ. Nhưng mà ngay sau đó thì các bạn đã biết chuyện gì xảy ra rồi. Giá đã có sự điều chỉnh. Tại vì Jim Cramer nói gì đó thì thường cái sự kiện ngược lại sẽ xảy ra. Nhưng mà ít ra chúng ta vẫn thấy thị trường này đó bây giờ vẫn còn đang có sức sống các bạn, vẫn đang có thể chống chọi lại cái lời tiên tri của Jim Cramer. Chúng ta thấy là ít ra bây giờ chúng ta vẫn hơn 45.000 đô, bây giờ là 45.322 đô la. Nói giỡn thôi các bạn, chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những thông tin lớn ngày hôm nay, rồi chúng ta sẽ nói tới một số những cái sự kiện tài chính trong tuần này. Và ngày mai đó chúng ta sẽ có một cái thông tin đó chính là liên quan tới cái văn bản họp của Fed. Nhưng mà cái thông tin mà mọi người quan tâm đến nhiều nhất trong tuần này và tuần sau vẫn là những cập nhật liên quan tới Bitcoin Spot ETF. Và hôm nay chúng ta không nghe gì từ SEC hết các bạn. Tại vì chúng ta cũng đã biết là đã gần tới cái hạn chót rồi cho ARK Invest. Đó chính là ngày 10 tháng 1 các bạn. Ngày hôm nay đã là ngày 2 tháng 1 rồi. Chúng ta chỉ còn 1 tuần nữa mà thôi. Có nghĩa là bắt đầu từ ngày mai trở lên, bất cứ ngày nào cũng có thể nghe thông tin đến từ SEC là chấp nhận hay là từ chối. Tại vì đối với cái quỹ ARK Invest của Cathy Wood thì ngày 10 tháng 1 là hạn chót rồi, không thể trì hoãn được nữa. Hôm nay đó thì chúng ta có một số cập nhật. Thứ nhất là liên quan tới Grayscale các bạn. Grayscale các bạn đã biết là họ đã có một quỹ đầu tư gọi là GBTC. Thì đó là một cái quỹ đầu tư, không phải là một cái Bitcoin Spot ETF, và họ muốn chuyển đổi cái quỹ đó thành Bitcoin Spot ETF. Và chúng ta cũng đã thấy là Grayscale cũng như những công ty kia cũng đã liên tục nộp những cái văn bản chỉnh sửa theo ý muốn của SEC, và hôm nay họ cũng đã nộp lại văn bản mới nhất. Nhưng mà một điều thú vị đó là chúng ta đã biết là Michael Sonnenshein là CEO của Grayscale, thì tuần vừa rồi ông đã nói là công ty Grayscale đã có những công ty trung gian từ lâu. Tại vì một trong những cái điều kiện của SEC đó là phải nêu tên những công ty trung gian cùng với hợp đồng nếu như mà muốn được thông qua. Cho nên thứ Sáu tuần vừa rồi đó các bạn đã nhớ là hàng loạt những công ty forward liên tục nêu tên những công ty trung gian. Chúng ta đã nói tới những công ty như là Virtu hay là Jane Street hay là JP Morgan. Nhưng mà ngày hôm nay đó, tuy là Grayscale đã nộp lại văn bản, nhưng mà các bạn thấy là họ không biết chỉnh sửa gì trong đây. Nhưng một điều thú vị là cho đến bây giờ, tuy là Michael Sonnenshein đã nói là công ty Grayscale đã có những công ty trung gian và hợp đồng từ lâu, tại vì họ đã vận hành cái quỹ GBTC, nhưng mà không hiểu vì một lý do nào đó cho đến bây giờ đó họ vẫn chưa có liệt kê tên công ty trong tài liệu các bạn. Cho nên các bạn mới thấy được là trên màn hình đó, thì những cái ô này là chữ trống các bạn. Nghĩa là hiện bây giờ chúng ta vẫn chưa biết là công ty trung gian sẽ là công ty nào. Và các bạn thấy được là thường những công ty đó họ sẽ nêu 2 tên công ty trung gian. Nhưng mà hiện bây giờ đó thì tên công ty trung gian vẫn đang bỏ trống hiện tại cho cái đề xuất của Grayscale. Còn về những cái công ty còn lại thì sao các bạn? Thì mặc dù là chúng ta đã thấy là tuần vừa rồi đó, thứ Sáu, rất nhiều công ty họ đã nêu tên công ty trung gian. Nhưng mà sự thật đó, khi các bạn nhìn vào những cái tài liệu mà được nạp vào đó thì hiện bây giờ chúng ta đang như thế này. Các bạn nhìn vào cái chữ name ở bên tay trái, đây là tên của những cái quỹ. Chúng ta có quỹ Grayscale, ARK Invest của Cathy Wood, chúng ta mới vừa nói tới. Chúng ta có iShares, Bitcoin Trust, Bitwise vân vân. Thì khi các bạn nhìn vào tên của những quỹ này, các bạn sẽ không biết được là cái quỹ này thuộc về công ty nào. Tại vì nhiều bạn sẽ thấy là nhìn cái danh sách này đã không thấy có chữ BlackRock, tại vì đây là tên của quỹ đầu tư các bạn phải nhìn vào cái cột có tên là issuer, đây là thông tin Thuận đã chia sẻ trên mạng xã hội rồi. Thì ở trong cái cột issuer này đó là công ty phát hành, các bạn thấy được là đương nhiên Grayscale Bitcoin Trust là của Grayscale, iShares là của BlackRock các bạn. Khi các bạn nhìn thấy thương hiệu iShares, đây là cái thương hiệu quỹ ETF của BlackRock. Các bạn nhìn thấy ở cái cột ticker, đây là cái ký hiệu mã chứng khoán, nếu như mà được thông qua thì sẽ giao dịch với những cái mã này. Và đương nhiên các bạn đã biết là Thuận thích nhất là cái mã của vàng X HODL các bạn, đây là mã chứng khoán của họ. Thứ nhì là Valkyrie, các bạn thấy được là chữ BRRR, giống như là in tiền, chúng ta quên hay nói tới. Và thứ ba Thuận thích nhất đó chính là FBTC các bạn, của Fidelity. Nhưng mà chúng ta thấy là cái điều quan trọng nhất đó chính là cái cột First AP và Second AP, có nghĩa là tên công ty trung gian các bạn. Rõ ràng là cho đến bây giờ đã phần lớn vấn đề là NA, có nghĩa là họ vẫn bỏ trống. Hiện tại chỉ có 3 công ty duy nhất đã nêu tên trong văn bản của họ liên quan tới những công ty trung gian. Thứ nhất đó chính là BlackRock. Thứ nhì chúng ta thấy được là Invesco. New công ty trung gian đó chính là Virtu và JP Morgan. Thì đây cũng là một trong lý do tại sao mà Thuận thấy Mike Novogratz đã chia sẻ ngày hôm qua là Happy New Year, có gì đó lớn lao sắp tới. Thì có thể là họ cũng rất là tự tin, tại vì họ là một trong 3 công ty duy nhất hiện bây giờ đã có đầy đủ 2 tên công ty trung gian các bạn. Và công ty thứ ba đó chính là Valkyrie, các bạn nhìn thấy trên màn hình. Thì đây là 3 công ty mà đã nêu tên những công ty trung gian rồi: BlackRock, Invesco, Galaxy và Valkyrie. Những công ty còn lại đó thì vẫn chưa các bạn, mặc dù chúng ta có 2 công ty chính là Wisdom Tree và chúng ta có công ty Wise Origin, thì họ chỉ nêu tên Chan Street mà thôi. Cột thứ nhì Second AP vẫn chưa có, chúng ta bây giờ vẫn chờ đợi. Nhưng mà ngay bây giờ đó, nếu như mà nói những công ty nào đang dẫn đầu thì chúng ta có BlackRock, chúng ta có Invesco, Galaxy và chúng ta có Valkyrie. Nhưng mà khả năng đó là trong vòng mấy ngày tới đây thì những công ty sẽ gấp rút để mà đưa hợp đồng công ty trung gian để cái cột First AP và Second AP sẽ được hoàn chỉnh các bạn. Điều kế tiếp đó, thì chúng ta sẽ nhìn vào cái cột phí. Thì chúng ta thấy được cho tới bây giờ đã chỉ có 1, 2, 3, 4, 5 công ty là nêu rõ cái phí của họ là bao nhiêu phần trăm các bạn. Và phần trăm này là tính theo hàng năm, dựa theo cái số tiền mà họ sẽ quản lý. Thì các bạn thấy được là cái phần trăm cao nhất bây giờ là Hashdex các bạn. Hashdex họ muốn tính phí là 0.9% mỗi năm. Nghe có vẻ như không nhiều nhưng mà thật sự rất là nhiều các bạn. Các bạn có thể hiểu như thế này: nếu như mà các bạn giao dịch liên tục đó thì có thể là 0.9% sẽ rẻ hơn là các bạn giao dịch ở trên sàn Coinbase. Nhưng nếu như mà các bạn mua để mà lưu trữ dài hạn đó thì các bạn thấy được là mỗi năm họ đều tính là 0.9%. Có thể hiểu đơn giản hơn là các bạn có 100 Bitcoin đó thì mỗi năm gần 1 Bitcoin sẽ thuộc về họ, mà năm này qua năm nọ, năm này qua năm nọ các bạn. Cho nên đối với Thuận, nên nếu như mà lưu trữ dài hạn thì các bạn sẽ thấy được là cái phí nó sẽ từ từ ăn vào cái số lượng Bitcoin các bạn có. Cho nên nếu như mà lưu trữ dài hạn đó thì các bạn lưu trữ Bitcoin sẽ tốt hơn nhiều. Tuy là có thể các bạn phải trả cái phí cao hơn, như là trên Coinbase các em phải trả là 1.5% hay 2% khi mà các bạn mua, nhưng mà ngược lại các bạn sẽ không bị tính phí hàng năm như thế này. Nhưng mà đó là cái phí cao nhất các bạn. Chúng ta có công ty ARK Invest là họ muốn tính phí là 0.8%, ngang hàng với là Valkyrie. Rồi chúng ta có công ty Invesco Galaxy, họ sẽ miễn phí 6 tháng đầu tiên các bạn là 0%. Nhưng mà sau đó đó thì họ sẽ tính cái phí là 0.59%, có nghĩa là 6 tháng đầu tiên và 5 tỷ quản lý đầu tiên sẽ không bị tính phí. Sau đó họ sẽ bắt đầu tính là 0.59%. Thì cái phí mà thấp nhất bây giờ đó chính là cái phí 0.39% này của Fidelity các bạn. Fidelity sẽ là công ty mà tính phí thấp nhất. Đây là cái sự khởi đầu mà thôi, tôi nghĩ là những công ty này họ có thể là sẽ chỉnh lại cái phí, chứ nếu như không nó không có lý do gì một người lại đi mua Bitcoin Spot ETF của Hashdex trong khi họ có thể mua Fidelity về cái phí rẻ hơn. Và chúng ta thấy là những cái quỹ này nó sẽ tương tự như nhau mà thôi, họ đều hoạt động giống nhau hết. Các bạn đã thấy được là SEC liên tục kêu những công ty chỉnh sửa và chỉnh sửa đều giống nhau hết các bạn. Cho nên đây là một cuộc chiến liên quan tới quảng cáo và liên quan tới phí. Như bạn nói là wow, Grayscale tính tới 2% sao cao quá vậy. Lý do tại sao đó là tại vì các bạn thấy được là Grayscale hiện bây giờ đang tính phí là 2% cho cái quỹ Grayscale Bitcoin Trust. Khi mà chuyển đổi thành Bitcoin Spot ETF rồi đó, cái phí sẽ hạ xuống. Hạ xuống bao nhiêu chúng ta vẫn chưa biết hiện tại. Và đương nhiên tất cả những cái quỹ các bạn nhìn thấy trên màn hình đó, đều gọi là physically backed, có nghĩa là sẽ có Bitcoin đứng sau lưng. Chúng ta thường hay nói tới là Bitcoin thật sự, nhưng mà Bitcoin thật sự là gì các bạn? Tới cuối cùng Bitcoin cũng chỉ là một cái mã mà thôi, là một cái gì đó ở trên blockchain chứ không có Bitcoin thật sự. Nhưng mà chúng ta thì được là ngay cả tiếng Anh họ cũng để là physically backed, có nghĩa là có một Bitcoin vật chất nhưng mà làm gì có Bitcoin vật chất các bạn. Nhưng mà có thể hiểu đây là những quỹ mà đứng sau lưng phải có Bitcoin chứ không phải là những hợp đồng đầu tư. Và cái phần kế tiếp thôi các bạn lưu ý đó chính là liên quan tới seed các bạn. Đây có nghĩa là cái số tiền ban đầu họ sẽ dùng để mà khởi động cái quỹ. Thì các bạn nhìn thấy được là đây là cái số tiền tính theo hàng triệu đô la. Chúng ta sẽ không nói tới quỹ Grayscale các bạn, tại vì bây giờ họ đã có sẵn Bitcoin rồi. Khi mà chuyển đổi thì cái số lượng cổ phần đó sẽ chuyển thành cổ phần Bitcoin Spot ETF. Nhưng mà cổ phần đó đã thuộc về những cổ đông hiện có các bạn. Nếu như mà họ muốn phát hành thêm cổ phần, họ vẫn phải dùng tiền để mà mua thêm Bitcoin rồi mới bắt đầu phát hành thêm cổ phần được các bạn. Nhưng mà chúng ta nói những cái quỹ còn lại mà chưa có sẵn Bitcoin thì các bạn thấy được là BlackRock thì muốn bắt đầu khởi động quỹ này với 10 triệu đô la. Chúng ta có Bitwise tới 200 triệu các bạn. Họ muốn bắt đầu seed cái quỹ của mình là với 200 triệu. Chúng ta có VanEck thì yếu hơn các bạn là 0.1, có nghĩa là cái này là con số đại diện cho là 100.000 đô la. Chúng ta có thể nhìn thấy được là 2.5 này đại diện cho 2,5 triệu và chúng ta có 0.1 cho Invesco này thì đại diện cho 100.000 và Hashdex thì muốn seed cái quỹ của họ với 2,8 triệu. Nói chung đó thì nổi bật nhất bây giờ vẫn là BlackRock, nhưng mà các bạn thấy được đứng đầu là Bitwise và cái con số đó khác biệt rất là lớn. Thì nhiều bạn sẽ hỏi Thuận là có phải cái số tiền này họ sẽ dùng để mà mua Bitcoin bây giờ hay là không? Thì cũng không hẳn đâu các bạn. Cái số tiền này đã hiểu đơn giản là khi mà được SEC cho phép thì công ty BlackRock họ sẽ chuyển 10 triệu đô la lên trên cái sàn mà ấn định của họ, nghĩa là sàn Coinbase, hay là chúng ta nói Bitwise sẽ chuyển 200 triệu đô la lên trên Coinbase và để sẵn ở đó. Tại vì sao các bạn? Tại vì khi mà bắt đầu để mà khởi động rồi đó thì cái người đầu tiên tới để mà mua cổ phần thì họ phải có sẵn tiền để mà mua Bitcoin, sau đó chuyển thành cổ phần để mà giao cho cái người mua các bạn. Chứ nếu như không có đồng nào hết, bắt đầu là Thuận tới mua đi thì Thuận gửi tiền cho BlackRock, BlackRock lại phải gửi tiền thông qua ngân hàng tới Coinbase, rồi lại phải chờ đợi, các bạn sẽ rất là tốn thời gian. Cho nên họ muốn có sẵn số tiền này, cũng có thể là họ sẽ mua sẵn các bạn, nhưng mà cái đó là cái rủi ro của mỗi công ty mà thôi. Tại vì nếu mà mua trước bây giờ thì tới lúc mà được thông qua và giao dịch cái sự khác biệt có thể là khác nhau vài tuần hay gì đó, Thuận không biết các bạn. Cho dù là chúng ta thấy là có cái sự thông qua trong tuần này hay tuần sau thì cũng không có nghĩa là sẽ giao dịch ngay lập tức. Chúng ta hy vọng là như vậy, nhưng mà có thể là sẽ kéo dài thêm vài tuần nữa mới bắt đầu có thể được giao dịch. Nhưng mà trong vài tuần đó các bạn thấy là giá Bitcoin có thể dao động lên cỡ nào. Nếu như mà họ dùng 200 triệu mua Bitcoin ngay giá bây giờ, lỡ như tới lúc mà phát hành giá Bitcoin giảm xuống thì sao các bạn? Họ sẽ bị lỗ. Cho nên cũng không hẳn là họ sẽ mua ngay lúc bây giờ đâu, họ sẽ mua rất là cần các bạn. Họ sẽ ước tính xem coi là mở đầu sẽ có nhu cầu là bao nhiêu. Nhưng mà cái cột này chúng ta vẫn thấy vẫn chưa hoàn chỉnh. Nói chung đó, thì những ngày tới đây chúng ta sẽ thấy những cột này từ từ hoàn chỉnh. Và nếu như mà ngay bây giờ SEC muốn cho thông qua thì chỉ có 3 quỹ được thông qua thôi các bạn. Đó chính là quỹ của BlackRock, quỹ của Invesco Galaxy và cuối cùng là của Valkyrie. Tới bây giờ vẫn chưa có thông tin, khả năng là SEC vẫn chờ đợi những công ty còn lại cung cấp đầy đủ thông tin rồi họ sẽ ra quyết định cùng một lúc các bạn. Nói chung nữa thì thông tin về Bitcoin Spot ETF rất là sôi động ở trong thị trường hiện tại các bạn. Không chỉ riêng là thị trường crypto mà trong thị trường tài chính Thuận đã nghe rất là nhiều trong vòng thời gian qua, trong vòng hơn 1 tháng qua các bạn. Càng tới gần thì càng nhiều những cái tin tức được chia sẻ từ những đài truyền thống liên quan đến tài chính như là CNBC, như là Bloomberg và Fox Business News. Nhưng mà càng tới gần cái sự kiện liên quan tới Bitcoin Spot ETF thì chúng ta lại càng thấy có nhiều người có nhiều suy nghĩ khác nhau và hành động khác nhau các bạn. Hôm nay đó chúng ta thấy ở trên màn hình đây chính là cuộc phỏng vấn trên đài CNBC với một người có tên là Steve Weiss. Steve Weiss này lại các bạn, đây là người sáng lập công ty đầu tư có tên là Short Hills Capital Partners. Ông đã lên trên đài CNBC ngày hôm nay và đã chia sẻ là ông đã bán phân nửa Bitcoin của mình vào ngày thứ 6 các bạn, trước khi mà có cái sự tăng trưởng giá lên tới cái mức là 45.000. Thì đương nhiên nhiều người chọc quê ông ngày hôm nay, tại vì sau khi ông bán rồi giá lại tiếp tục tăng. Nhưng mà Thuận nghĩ là như ông nói đó cũng hợp lý mà thôi các bạn, để Thuận chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn những gì đang xảy ra. Thì ông đã nói với lại đài CNBC đó, tôi không phải là người có lòng tin về Bitcoin. Tôi đã bán một nửa Bitcoin của mình vào thứ 6 trước khi mà giá tăng. Bởi vì tôi tin là tin tức Bitcoin Spot ETF được thông qua đã được tính vào giá rồi. Nếu như quỹ Bitcoin ETF không được chấp thuận, giá sẽ giảm, nhưng Bitcoin không cần ETF, giá sẽ phục hồi. Bởi vì của những người thực sự có lòng tin vào Bitcoin. Tôi xem Bitcoin như một tài sản đầu cơ, tôi không phải là người có lòng tin. Thì khi mà nghe những sự chia sẻ này đó, Thuận cảm thấy các bạn nên hiểu một điều. Các bạn có lòng tin vào một mảng đầu tư nào đó, hay là các bạn có lòng tin là có thể kiếm được tiền vào một mảng nào đó. Hai cái nó khác nhau các bạn. Các bạn có nghĩ đi, các bạn có tin là BlackRock có lòng tin vào Bitcoin hay là không? Hay là họ có lòng tin vào thị trường Bitcoin sẽ có thể mang được lợi nhuận cho họ? Hai cái này nó khác nhau, nhưng mà trong một cái thời điểm nào đó hành động có thể giống nhau, cho nên nhiều bạn có thể là bị lẫn lộn. Và đây cũng là một điều mà Thuận muốn gửi đến các bạn. Các bạn có thể nhìn vào cái danh mục đầu tư của các bạn hiện tại, và các bạn cũng phải hiểu được cái nào các bạn tin tưởng, hay là cái nào các bạn tin tưởng là có thể mang lại được lợi nhuận. Khi mà các bạn hiểu được cái đó rồi đó, thì các bạn sẽ có thể ra quyết định đầu tư, nó sẽ dễ dàng hơn một chút. Giống như là rất nhiều người họ lưu trữ Bitcoin, giống như bản thân của Thuận, nên thì Thuận tin tưởng vào Bitcoin các bạn. Đương nhiên Thuận tin tưởng Bitcoin sẽ mang lại được lợi nhuận và cũng tin tưởng như Bitcoin, cho nên một phần Thuận sẽ mãi mãi không bao giờ bán. Nhưng mà ngược lại một phần Thuận có thể là bán để làm chuyện khác các bạn. Và khi các bạn bắt đầu nhìn xuống những đồng như là meme coin đi, thì các bạn có thật sự tin tưởng vào meme coin hay là các bạn tin tưởng là có thể kiếm được lợi nhuận từ meme coin? Cái đó là cái mà các bạn cũng có thể suy nghĩ đến và đưa ra những chiến lược đầu tư cho nó phù hợp. Thì đối với lại ông các bạn Steve Weiss thì đương nhiên nhiều người bây giờ đã chọc quê tại vì giá đã tăng so với lúc ông bán ngày thứ Sáu. Nhưng mà đối Thuận đó thì những người mà đã bán và nói là không tin Bitcoin đó thì ông là người rõ ràng nhất. Ông không hề nói xấu Bitcoin, chỉ nói là có rất nhiều người tin Bitcoin. Tôi không phải là một những người đó. Tôi tin Bitcoin có thể kiếm được lợi nhuận và tôi nghĩ là Bitcoin Spot ETF có thể kiếm được lợi nhuận, cho nên tôi đã mua trước khi mà giá cả tăng. Bây giờ giá đã tăng rồi các bạn, từ tháng 6 tới bây giờ, khi mà bắt đầu có tin từ BlackRock đó thì giá đã tăng rất là nhiều. Thì bây giờ ông chốt một phần các bạn, phân nửa. Đương nhiên ông không chốt hết, tại vì sao? Tại vì đương nhiên bản thân của ông cũng không biết được là khi mà Bitcoin Spot ETF được thông qua nó giá sẽ như thế nào. Ông nghĩ là cái tin tức Bitcoin Spot ETF được thông qua đã tính vào giá rồi, nghĩa là cái giá bây giờ đã phản ảnh tin tức đó rồi. Có nghĩa là khi mà chúng ta nghe tin tức thực sự được thông qua đó, thì giá cả cũng sẽ không phản ứng gì đâu, tại vì nó đã được tính trong đó rồi. Và thậm chí có thể ngược lại, có thể chúng ta thấy hiện tượng sell the news. Đó là suy nghĩ của ông, cho nên ông chốt phần nửa các bạn, phần nửa còn lại thì vẫn giữ. Lỡ như mà ông sai thì sao? Cho nên các bạn thấy được đầu tư đó là về quản lý rủi ro, nó quan trọng hơn hết. Chúng ta cũng thường hay nghe Warren Buffett nói một câu, đó chính là trong đầu tư có hai quy luật. Đầu tiên đó chính là đừng mất tiền, và quy luật thứ hai đó chính là đừng bao giờ quên quy luật đầu tiên. Nghe có vẻ như là nói cũng như không nhưng mà đối với Thuận nó thực sự mang một cái ý nghĩa khác. Thuận đã từng chia sẻ với các bạn rồi, nhưng mà Thuận biết có nhiều bạn mới đến kênh cho nên cũng muốn dành thời gian để mà chia sẻ lại. Có nghĩa là khi mà chúng ta nghĩ đến đầu tư đó thì nhiều người sẽ nghĩ đến lợi nhuận trước rồi quản lý rủi ro sau. Nhưng mà đối với một người đầu tư thì các bạn cũng phải nên nghĩ đến là quản lý rủi ro trước rồi mới nghĩ đến lợi nhuận. Cho nên mới nói là quy luật đầu tiên là đừng mất tiền, quy luật thứ nhì là đừng bao giờ quên quy luật đầu tiên. Tại vì nếu các bạn tham gia vào đầu tư mà các bạn đã có cái suy nghĩ là đầu tư nếu mất thì thôi, thì các bạn đã thấy được là mình đã tham gia vào đầu tư với cái tư tưởng là có thể mất tiền, trong khi mà mình nên tham gia với cái tư tưởng là sẽ có thể làm sao để mà giảm thiểu rủi ro. Rủi ro các bạn chỉ có thể quản lý mà thôi, không thể làm cho rủi ro đã biến mất các bạn. Bởi vì chúng ta mới đầu tư, tại vì các bạn thấy được cơ hội nó đi cùng với lại rủi ro. Cái này nó không tách ra được các bạn không thể nào làm cho rủi ro biến mất. Rủi ro sẽ mãi mãi ở đó, các bạn chỉ có thể quản lý mà thôi. Thì đây là cái cách mà Thuận cảm thấy Steve Weiss đã quản lý cái rủi ro của mình. Nhưng mà cái này nó cũng không hẳn là xấu đâu các bạn. Mỗi người đều có thể đến với Bitcoin vì nhiều mục đích khác nhau. Nhưng mà cái mà các bạn thấy là có thể có rất nhiều người giống như là Steve Weiss đầu tư vào Bitcoin trong thời gian qua, tại vì nghĩ là giá sẽ tăng sau khi mà có thông tin Bitcoin Spot ETF và họ đã nói đúng. Thì có thể là họ đã bắt đầu sell the news các bạn, có thể là họ bắt đầu bán trước khi mà có tin tức thật, tại vì họ nghĩ là khi có tin tức thật giá nó có thể là sẽ điều chỉnh xuống. Có hay không chúng ta không biết được. Tôi đã từng chia sẻ với các bạn, không ai có thể biết được tương lai, nhất là tương lai ngắn hạn như thế này, tại vì có rất nhiều yếu tố các bạn không thể nào biết được. Khi mà Bitcoin Spot ETF được thông qua rồi thì bao nhiêu người sẵn sàng mua Bitcoin Spot ETF? Đó là cái lực mua các bạn. Và thứ nhì, làm sao các bạn biết được bao nhiêu người muốn bán cổ phần Bitcoin Spot ETF của mình khi mà quỹ GBTC được thông qua? Và làm sao các bạn biết được là bao nhiêu người chuẩn bị chốt lời? Hoàn toàn không thể biết được các bạn. Nhưng mà cái mà tôi muốn nói đó là chúng ta đã bắt đầu chứng kiến một số hiện tượng sell the news gần đây trước khi mà có tin tức thật. Điều này có thể làm giảm bớt áp lực bán khi mà quỹ ETF được chấp thuận, cho nên cũng không hẳn là xấu đâu. Chúng ta thà là bây giờ có nhiều người bắt đầu là họ chốt lời, họ bắt đầu là quản rủi ro của mình bằng cách là bán Bitcoin. Thì từ đây cho đến khi mà có thông tin chính thức thì nó sẽ làm giảm đi cái áp lực bán khi mà có thông tin thật. Đó là cái suy nghĩ của Thuận, các bạn có thể comment ở bên dưới. Và chúng ta có thể nhìn thấy được là không chỉ riêng là Steve Weiss, chúng ta có thể nhìn thấy cái update Bitcoin Heatmap của ngày hôm qua. Hôm qua đó Đăng Lý Thuận chia sẻ nhưng mà Thuận lại quên các bạn. Hôm nay Thuận muốn chia sẻ với các bạn. Thì đây là cái cập nhật mới nhất ngày 1 tháng 1. Thì những bạn nào mà chưa có rành về cái biểu đồ này đây, thì cái tập cũng rất là đơn giản. Ở bên tay trái đó các bạn thấy được là chúng ta có những con số là dưới 1, rồi 1 tới 10, 10 tới 100. Cái này là đại diện cho cái số lượng Bitcoin trong cái nhóm địa chỉ ví các bạn, giống như chúng ta nói là nhóm địa chỉ ví dưới 1 Bitcoin, nhóm địa chỉ ví lưu trữ từ 1 tới 10 rồi từ 10 tới 100 và đương nhiên cái nhóm lớn nhất đó chính là lưu trữ hơn 10.000 Bitcoin trong địa chỉ ví của họ. Thì chúng ta thấy được là ở bên tay phải đó có cái cột này là từ màu đỏ cho đến màu xanh dương. Thì hiểu đơn giản đó, màu đỏ như là phân phối, như là chúng ta thấy là Bitcoin rời khỏi những địa chỉ ví này, và màu xanh dương càng đậm nghĩa là càng tích lũy nhiều các bạn, Bitcoin đi vào những cái ví này. Và đương nhiên chính giữa đó là chúng ta thấy được là màu vàng có nghĩa là không thấy có Bitcoin rời khỏi hay là Bitcoin nạp vào. Cái này là chúng ta nói tính chung tất cả chứ không phải là riêng một địa chỉ ví nào hết. Thì các bạn đã thấy có một cái sự kiện đã xảy ra, đó chính là cái nhóm địa chỉ ví mà có nhiều Bitcoin nhất, hơn 10.000 Bitcoin đó, thì chúng ta thấy họ đã tích lũy khá là đậm các bạn, khá là nhiều vào thời điểm là khoảng chừng tháng 10 tới tháng 11 của năm ngoái. Rồi sau đó các bạn thấy là cái lượt tích lũy đã từ từ chậm lại rồi chuyển qua thành màu vàng các bạn, như là không có động tĩnh. Nhưng mà sau đó chúng ta lại thấy là chuyển thành màu cam và chuyển thành màu đỏ, nghĩa là chúng ta thấy là họ bắt đầu phân phối. Đương nhiên gần đây chúng ta thấy được là cái màu đỏ cũng đã từ từ nhạt đi, có nghĩa là họ hầu như cũng đã chậm lại cái tốc độ phân phối Bitcoin. Nhưng mà ngược lại chúng ta thấy được là ở bên dưới này đó, cái số lượng địa chỉ ví mà dưới một Bitcoin đó thì lại chuyển thành màu cam. Hiện tại họ đã chuyển từ màu xanh tới màu vàng gần đây, rồi sau đó chuyển thành màu cam, nghĩa là cũng có dấu hiệu phân phối. Chúng ta thấy dấu hiệu phân phối xảy ra ở cái số lượng địa chỉ ví có nhiều Bitcoin nhất và ít Bitcoin nhất. Nhưng mà chính giữa đó thì chúng ta lại thấy cái nhóm như là từ 10 cho đến 100 Bitcoin đó thì các bạn thấy được là đang ở màu vàng hiện tại, nghĩa là không có động tĩnh nhiều. Ngược lại chúng ta đã thấy được là cái nhóm từ 100 Bitcoin tới 10.000 Bitcoin đó thì đang vẫn rất là xanh, họ vẫn đang tích lũy hiện tại. Đó là những gì mà chúng ta đang thấy các bạn, có thể là những cái địa chỉ ví mà hơn 10.000 Bitcoin đó họ đã tích lũy khá là nhiều từ tháng 10 tới tháng 11, cho nên bây giờ họ muốn chúc là một phần cũng có thể. Và tôi muốn cập nhật với các bạn cái phần trăm Bitcoin đang có lợi hiện tại dựa theo Glassnode đó, thì chúng ta thấy được là với cái sự tăng trưởng giá của 2 ngày qua đó, chúng ta đã thấy được là tới cái thời điểm là giá Bitcoin 45.000 đô thì hiện bây giờ đã có 91.16% cái số lượng địa chỉ ví đang có lời các bạn. Chúng ta đang tiến rất là gần cái vùng màu đỏ bên trên này, có nghĩa là bắt đầu từ 95%. Nói chung chúng ta đã đến rất là gần rồi, và đương nhiên các bạn có thể hiểu là càng nhiều địa chỉ ví có lời dựa theo tài liệu on-chain thì khả năng chốt lời càng nhiều. Đó là những gì mà chúng ta biết, cộng với lại chúng ta thấy được là có cái hiện tượng là một số những cái thợ đào họ cũng đang bán hiện tại. Chúng ta thấy là thợ đào bán rất là nhiều vào hè của năm nay, rồi sau đó họ lại ngưng bán. Ngay bây giờ chúng ta đang thấy là thợ đào bán, và gần đây đó các bạn thấy cách đây vài ngày thì thợ đào đã bán trong vòng 1 ngày thôi, họ đã bán khoảng chừng là 3.000 Bitcoin các bạn, 129 triệu đô la ở thời điểm đó, cách đây khoảng chừng là 4 ngày. Thì thợ đào bán để làm gì? Thì đương nhiên các bạn thấy là đào Bitcoin là một cái kinh doanh các bạn. Đương nhiên họ cũng cần phải có tiền để mà trả mặt bằng, trả tiền nhân viên, trả tiền máy móc, trả tiền tất cả những thứ mà họ cần để mà đào Bitcoin. Thì đương nhiên họ cần phải có tiền để mà trả. Cho nên thường đó, những thợ đào họ sẽ đào xong họ sẽ cố gắng tích lũy. Tại vì họ vẫn là một những đơn vị mà thích tích lũy dài hạn. Nhưng mà trước cái sự kiện Bitcoin halving, các bạn có nghĩ đi, các bạn đang hoạt động hiện bây giờ, các bạn kinh doanh, nhưng mà các bạn biết chắc chắn tới một ngày nào đó, và ngày đó chính là khoảng chừng tháng 4, trong vòng 4 tháng nữa, đột ngột thu nhập các bạn sẽ giảm đi phân nửa, và các bạn biết trước luôn, đó chính là Bitcoin halving. Các bạn cứ nghĩ đi, những công ty đào họ thu nhập được bao nhiêu mỗi ngày, nhưng mà đột ngột tới tháng 4 thì thu nhập đó bị giảm đi phân nửa, tại vì cái số lượng Bitcoin đào ra bị giảm đi phân nửa các bạn. Nhưng mà chúng ta thấy giá cũng như vậy. Chỉ khi nào mà giá tăng trở lại thì các bạn mới thấy là thu nhập của họ sẽ tốt hơn, và những công ty đào họ tiếp tục đào tại vì họ tin tưởng là giá sẽ tăng sau halving. Nhưng mà để có thể chống chọi ra thì họ cần phải có một số lượng tiền mặt, cho nên sau Bitcoin halving rồi thường các bạn thấy là những cái công ty đào nhỏ hơn, yếu hơn họ sẽ coi như là phá sản, coi như là không hoạt động được nữa. Nhưng mà những công ty lớn có cái trang bị tiền bạc đầy đủ và họ đã bán trước đó như là bây giờ thì họ sẽ có thể chống chọi qua được cái Bitcoin halving, và sau khi mà giá tăng họ lại có lời. Đó là cái hoạt động của những cái công ty đào này, và đương nhiên các bạn thấy là họ bán bây giờ cũng có thể là vì lý do đó. Thuận chia sẻ những tin tức này với các bạn, tại vì Thuận muốn các bạn hiểu được là ngay bây giờ chúng ta vẫn đang có những lực bán, nhưng mà giá Bitcoin vẫn tiếp tục tiến tới các bạn, và chúng ta vẫn hơn 45.000 đô. Cho các bạn thấy được là một bên là lực bán, nhưng mà ngay bây giờ đó lực mua vẫn đang rất là mạnh, cho nên giá Bitcoin vẫn có thể giữ được và tiếp tục tiến tới như thế này. Và những cái chúng ta mới nói đến thì đương nhiên chỉ là những cái sự kiện trong thời gian ngắn hạn mà thôi các bạn. Quan trọng là cái sự ảnh hưởng dài hạn như thế nào. Các bạn cũng đã nghe Thuận chia sẻ khá là nhiều rồi, nhưng mà càng ngày là mọi thứ càng rõ ràng hơn, tại vì Thuận chia sẻ theo cách suy nghĩ của Thuận. Nhưng mà khi mà có thêm nhân chứng, Thuận vẫn cho các bạn thấy được là mọi thứ nó sẽ ngày càng rõ ràng hơn. Ngày hôm nay đó chúng ta đã bắt đầu thấy ít nhất là một quỹ đầu tư họ đã thay đổi chiến lược của họ để có thể tiếp cận được với là Bitcoin các bạn. Chúng ta có thể thấy trong tương lai tới đây những quỹ đầu tư đó họ sẽ sửa đổi chiến lược đầu tư của họ để có thể tiếp cận với Bitcoin thông qua Bitcoin Spot ETF. Và ngày hôm nay chúng ta thấy là có một quỹ có tên là Advisor Preferred Fund đã dẫn đầu phong trào này và sửa đổi văn bản kế hoạch đầu tư, và họ muốn là đầu tư lên đến 15% tổng tài sản của quỹ nhằm gián tiếp tiếp xúc với Bitcoin thông qua các cổ phiếu như là GBTC. Đương nhiên bây giờ họ sẽ là GBTC các bạn, tại vì vẫn chưa có Bitcoin Spot ETF, nhưng mà cổ phiếu GBTC này sẽ chuyển thành Bitcoin Spot ETF nếu như mà được thông qua. Và họ cũng muốn tiếp cận thông qua ProShare Bitcoin Strategy và hợp đồng tương lai Bitcoin. Thì lý do tại sao mà các bạn thấy là họ list những cái quỹ này, tại vì họ có lòng tin là sớm muộn gì đó thì những cái quỹ ETF futures cũng sẽ chuyển hết qua thành spot mà thôi. Tại vì khi mà có spot rồi thì người ta sẽ không sử dụng futures rồi các bạn, tại vì futures nó không có theo sát giá như là spot, và quỹ spot ETF nó sẽ hiệu quả hơn và phí có thể thấp hơn các bạn. Cho nên Thuận mới nói là cái sự ảnh hưởng dài hạn của Bitcoin Spot ETF đó, khi được thông qua là cực kỳ lớn. Đây là sự mở đầu mà thôi các bạn. Sự thật đó, cái mà chúng ta sẽ thấy không phải là những người bình thường. Đương nhiên sẽ có, họ sẽ muốn mua Bitcoin Spot ETF, họ sẽ lên trên cái account của họ trên sàn chứng khoán rồi họ sẽ thu mua. Nhưng mà sự thật đó, cái số tiền lớn nó sẽ đến từ những quỹ đầu tư các bạn. Tại vì rất là nhiều người, trong đó có bản thân Thuận, sẽ không có thời gian nhiều để mà tìm hiểu từng cổ phiếu một để mà đầu tư. Thuận có đầu tư những cổ phiếu riêng lẻ, như là các bạn đã biết Thuận cũng đầu tư vào Tesla, Thuận cũng có cổ phiếu Apple. Các bạn, Apple đầu năm thì cũng đã xuống 4% rồi, Thuận sẽ chia sẻ thêm một lát nữa với các bạn. Nhưng mà Thuận cũng đầu tư vào một số những cái quỹ ETF nó đi theo những cái chiến lược khác nhau, và Thuận cảm thấy như vậy nó đơn giản hơn. Thuận chỉ mua một loại cổ phiếu mà thôi, và trong đó nó sẽ bao gồm nhiều những công ty khác nhau, trong đó đương nhiên có thể có Bitcoin Spot ETF sau này. Cái dòng tiền mà các bạn không nghĩ đến đi vào thị trường này nó sẽ rất là nhiều các bạn. Có thể là nhiều người sau này tiếp cận với Bitcoin họ cũng không biết luôn, tại vì họ có thể mua một cái quỹ liên quan tới đầu tư vào những loại tài sản mới, trong đó có những công nghệ, hoặc là chúng ta cũng có Bitcoin Spot ETF trong đó, nhưng mà họ cũng không có biết, tại vì họ chỉ mua cái cổ phiếu đó mà thôi. Nhưng mà cổ phiếu đó bao gồm luôn cái Bitcoin Spot ETF. Đó là cái phần tiền mà nhiều người nói đến là lớn đến nỗi mà các bạn sẽ không thể nghĩ đến được đâu. Tại vì chúng ta chỉ quen thị trường này đó, nói tới là khoảng chừng vài chục tỷ, vài trăm tỷ mà thôi. Trong khi các bạn thấy là thị trường chứng khoán đã tính cả nghìn tỷ, và chúng ta nói tới là mấy chục nghìn tỷ. 1% thôi là một con số cực kỳ lớn. Đương nhiên con số này nó không phải là ào ạt đổ vào ngay lập tức. Nó cần phải có thời gian để mà thấm vào. Cũng như các bạn thấy vốn hóa của vàng tăng trưởng từ từ theo thời gian. Sau khi mà có vàng Spot ETF các bạn, thì Bitcoin cũng sẽ như vậy. Nhưng mà đó là cái ảnh hưởng dài hạn. Nhưng mà nhiều người bây giờ đó họ vẫn chỉ quan tâm đến ngắn hạn mà thôi. Có sell the news hay không, khi mà được thông qua giá tăng hay xuống chẳng quan trọng nữa các bạn. Đối với Thuận dài hạn mới là quan trọng. Và không phải ai cũng muốn bán, cũng muốn chốt lời ngay bây giờ rồi các bạn. Và một trong những người đó chính là Michael Saylor. Thì Michael Saylor đã đệ đơn để có thể bắt đầu bán. Tôi nhớ là hình như 5.000 cổ phiếu của MicroStrategy mỗi một tháng, và ông sẽ bán tổng cộng là 315.000 cổ phiếu của MicroStrategy, và tổng cộng là khoảng 216 triệu đô các bạn. Thì Michael Saylor bán để lấy 216 triệu đô đó làm gì? Thì ông đã nói rõ ở trong một cái video gần đây các bạn, thì ông đã nói là sẽ dùng cái số lượng tiền đó để mà thu mua thêm Bitcoin. Đó là chiến lược của ông. Thì các bạn thấy được Michael Saylor, khi mà các bạn nhìn lại đó mới thấy hoàn toàn không phải là người đơn giản. Thuận đã từng chia sẻ với các bạn trong vòng là 2 năm qua, rất nhiều người chọc quê Michael Saylor khi mà giá Bitcoin không tốt các bạn. Nhưng mà Thuận đã từng chỉ ra wow, các bạn cũng cần phải nghĩ đến là giá của cổ phiếu họ ra sao, Michael Saylor chiến lược này là như thế nào. Và cuối cùng các bạn thấy được là càng ngày đó, mọi người càng cảm thấy Michael Saylor hoàn toàn không đơn giản. Tại vì chúng ta thấy hôm nay cổ phiếu MicroStrategy mở đầu năm nay đã tăng 848% các bạn. Cái đó là không tính năm vừa rồi, nên là một năm cực kỳ tốt. Các bạn sẽ thấy được là cổ phiếu của MicroStrategy đã tăng tổng cộng trong giờ một năm qua là 383% rồi, mở đầu năm nay tiếp tục tăng nữa. Rất rõ ràng là các bạn thấy là nhiều người hào hứng và tin tưởng vào chiến lược thu mua Bitcoin của MicroStrategy. Đương nhiên cái mà tôi muốn nói đến là 216 triệu này là tài sản riêng của Michael Saylor, chứ không phải là chúng ta nói tới là tài sản này dùng để mà thu mua cho công ty. Công ty MicroStrategy lưu trữ cực kỳ nhiều Bitcoin các bạn, nhưng mà bản thân của Michael Saylor lưu trữ bao nhiêu không ai biết được, có thể rất nhiều nhưng mà ông mãi mãi không nói đến các bạn. Chúng ta chỉ biết là ông chuẩn bị dùng 216 triệu để mà thu mua thêm Bitcoin. Và hôm nay đó, mở đầu không phải là công ty liên quan đến crypto nào cũng có sự tăng trưởng. Chúng ta thấy được là Coinbase ngày hôm nay mở đầu năm nay là xuống 9.8%, mặc dù Coinbase đã tăng nhiều các bạn. Trong vòng một năm qua Coinbase đã tăng cũng tương tự như là MicroStrategy 343%, nhưng mà ngược lại đó thì mở cửa hôm nay đã giảm như là các bạn nhìn thấy trên màn hình 9.8%. Chúng ta thấy là công ty đào HA cũng mở đầu năm nay giảm 5.55%. Trong vòng một năm qua đó thì cũng đã có sự tăng trưởng nhiều các bạn, nhưng mà năm nay mở đầu thì lại giảm. Và trở lại với Michael Saylor và MicroStrategy, nhiều người nói đó là khi mà có Bitcoin Spot ETF rồi đó thì ai mua cổ phiếu của MicroStrategy nữa. Tại vì bây giờ không có Bitcoin Spot ETF cho nên người ta mua cổ phiếu của MicroStrategy để mà tiếp cận với là Bitcoin. Khi mà có Bitcoin Spot ETF rồi thì mua trực tiếp nó sẽ tốt hơn. Thì không hẳn gì đâu các bạn, tại vì Michael Saylor đã từng giải thích rồi. Thứ nhất là các bạn mua cổ phiếu của Bitcoin Spot ETF sẽ bị tính phí hàng năm, Thuận Duy chia sẻ với các bạn mới đây. Thêm vào đó nữa, cổ phiếu của Bitcoin Spot ETF không có thể mang đến thu nhập cho các bạn được, nhưng mà MicroStrategy thì có thể, họ vẫn kinh doanh phần mềm hiện tại và đây là một công ty họ có thể là đi vay mượn với cái vốn hóa thấp khi mà cần thiết, và họ có thể dùng cái đó để mà tích lũy thêm Bitcoin, cho nên họ sẽ linh hoạt hơn để mà tạo ra giá trị cho cổ đông. Nhưng mà ngoại trừ như điều đó ra đó, thì các bạn có nghĩ đi, nếu như mà một ai đó mua cổ phần của Bitcoin Spot ETF thì cái tiền đó sẽ được dùng để mà thu mua Bitcoin, và nếu như mà có nhiều người như vậy đó thì sẽ dẫn đến là áp lực mua các bạn, dẫn đến là Bitcoin tăng giá. Và Bitcoin tăng giá, công ty MicroStrategy lưu trữ nhiều Bitcoin và cái giá cổ phiếu của họ cũng dựa vào đó, cho nên khi Bitcoin tăng giá cũng đồng nghĩa là cổ phiếu của MicroStrategy lại tăng giá các bạn, khiến nhiều người có thể là muốn mua thêm, tại vì cùng một cổ phiếu nhưng mà sẽ sở hữu được nhiều Bitcoin hơn, chứ không giống như là cổ phần của Bitcoin Spot ETF, tại vì họ còn linh hoạt hơn. Rồi sau đó họ đã bán thêm cổ phiếu đi mà thu mua thêm Bitcoin, và cứ như vậy các bạn, Michael Saylor tôi nghĩ đã tạo ra một cái cỗ máy giống như là in tiền cho MicroStrategy vậy đó các bạn. Tới cuối cùng là tôi nghĩ là Michael Saylor sẽ là một nhân vật gì đó đi vào huyền thoại của thế giới Bitcoin này. Và không chỉ riêng là Michael Saylor, các bạn thấy là cái sự hào hứng đối với những tổ chức đầu tư cũng thấy rõ ràng thông qua những thứ như là chúng ta thấy CME Bitcoin Futures. Đây là hợp đồng tương lai Bitcoin trên sàn CME. Và sàn CME là sàn ở Hoa Kỳ các bạn. Sàn CME này là sàn mà nhiều nhà đầu tư lớn, những tổ chức đầu tư sử dụng mà thôi. Và các bạn thấy là cái giá tính theo hợp đồng ở trên CME đó đã có lúc ngày hôm nay cao hơn cái giá spot, cái giá trên thị trường $1.600. Nghĩa là gì các bạn? Có nghĩa là cái nhu cầu futures đang tăng cao hơn, tại vì nhiều người có thể là họ lo lắng về hiện tượng sell the news. Khi mà có tin tức chính thức liên quan tới Bitcoin Spot ETF thì giá sẽ giảm, nhưng mà ngược lại những người khác thì không nghĩ như vậy, họ nghĩ là khi có tin tức thì giá lại sẽ tiếp tục tăng, cho nên các bạn mới thấy là cái nhu cầu trên sàn CME cũng đang tăng lên, cũng đồng nghĩa là chúng ta thấy những tổ chức đầu tư cũng rất là quan tâm. Và điều kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là chúng ta đã nói tới khá nhiều dự đoán từ những công ty, nhưng mà năm nay đó thì Plan B cũng đã đưa ra dự đoán cho năm 2024 và nó không có thay đổi nhiều so với dự đoán mà Plan B đã đưa ra vào ngày 6 tháng 10 năm 2022. Đương nhiên cái thời điểm là ngày 6 tháng 10 đó các bạn thấy là thị trường cực kỳ ảm đạm. Cái này là trước khi mà sàn FTX sụp đổ luôn các bạn. Và lúc đó giá Bitcoin là dưới $20.000 và nhiều người thì lúc đó đang troll Plan B các bạn, tại vì Plan B là người mà đưa ra cái mô hình Stock to Flow và là một mô hình mà rất nhiều người tin tưởng giá Bitcoin có thể đạt được $100.000 vào cái chu kỳ năm 2021. Cuối cùng thì chỉ lên tới mức $69.000 mà thôi, chứ không có lên tới cái mức là $100.000. Mặc dù là cái mô hình này đó cũng đã khá là chính xác khi mà đưa ra cái nhận định là giá có thể lên tới 55.000 đô. Thường đã từng chia sẻ với các bạn cách đây nhiều năm, lúc đó Bitcoin chỉ có vài ngàn đô thôi các bạn. Nếu nói là Bitcoin lên tới 55.000 đô thì là một con số mà nhiều người cảm thấy là hoang đường, nhưng mà mô hình này đã chứng minh được là Bitcoin hoàn toàn lên tới 55.000 đô thì nhiều người tin tưởng sẽ lên tới 100.000 đô. Cuối cùng không được, cho nên nhiều người cũng đã chọc quê Plan B. Nhưng mà bây giờ đó thì giá đã tăng trở lại các bạn, và đặc biệt thì Plan B đã chỉ ra một số điều. Plan B đó thì nói là trong năm nay Bitcoin sẽ tăng trước khi halving vào tháng 4, nghĩa là từ đến tháng 4 đó chúng ta sẽ tiếp tục thấy có những cái sự tăng trưởng. Tới lúc halving rồi thì cái mô hình Stock to Flow, mô hình này sẽ dự đoán là giá Bitcoin đó, có nghĩa là nó nằm ở cái khúc này các bạn, đâu đó ở đây thì giá Bitcoin đâu đó là khoảng chừng 55.000 đô, có thể là trong phạm vi dao động từ 30 tới 100.000, con số nó khá là cao đó các bạn. Nhưng mà nói chung đó, Stock to Flow nói là khoảng 55.000 đô ngày halving, nhưng mà có thể là hơn hay là dưới. Điều quan trọng hơn là sau khi mà halving lên thì Bitcoin sẽ tăng mạnh và sẽ đạt 100.000 đô trong năm nay các bạn. Không phải năm sau mà cái mô hình Stock to Flow này nói là nó sẽ đạt được 100.000 đô trong năm nay. Khi mà các bạn nhìn thấy năm 2024 này đó thì nó sẽ là cái mức là đâu đó khoảng chừng 100.000 đô ở ngay đây các bạn. Thì điều thú vị là các bạn thấy cái đường mà dự đoán Stock to Flow đó là cái đường mà các bạn thấy là màu xám ở trên màn hình. Thì chúng ta đã thấy được là năm 2022 đó thì đã làm cho nhiều bạn thất vọng, tại vì giá đã lên tới 69.000 đô thì nhiều người nghĩ là wow, nó sẽ tiếp tục đi theo con đường này và đạt được 100.000 đô. Nhưng mà sau đó giá đã điều chỉnh xuống các bạn, và các bạn thấy là những cái dấu chấm này đó, nó đã bị lệch so với lại cái ước tính. Và các bạn thấy được là có hai cái đường, đường màu xám này là có mô hình Stock to Flow cũ, và cái đường chấm 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 này đó là cái mô hình Stock to Flow mới. Thì chúng ta đã thấy nếu như mà tới cuối năm nay giá Bitcoin đạt được 100.000 đô thì chúng ta đã trở về đường ray xà lửa rồi các bạn, có nghĩa là cái mức đó cũng là cái mức mà cái mô hình Stock to Flow đã ước tính. Cho dù là năm 2021 ra sao thì tới cuối năm nay đó, mô hình Stock to Flow ước tính là giá sẽ đâu đó khoảng 100.000 đô. Cho nên nếu như trở về thì Plan B sẽ là một lần nữa là một người mà được nhiều người quan tâm đến các bạn, tại vì giá nó đã trở về cái mức mà nó nên trở về, và cái biểu đồ Stock to Flow này có thể là vẫn còn hiệu lực. Và chúng ta có thể đặt ra một giả thuyết là năm 2021 có một lý do nào đó, có thể là liên quan đến là Fed nói là sẽ bắt đầu tăng lãi suất, những cái lý do mà chúng ta không thể ngờ đến được, dẫn đến là Bitcoin điều chỉnh cùng với tất cả thị trường. Cho nên chúng ta mới không chứng kiến được 100.000 đô. Nếu như mà không có tin tức đó, có thể Bitcoin đã đi theo mô hình này và lên tới 100.000 đô. Có thể nó chỉ thất bại, tại vì có một cái sự kiện không ngờ đến. Không biết các bạn, nhưng mà khả năng đó vẫn còn. Chúng ta hãy tiếp tục xem coi là từ đây cho đến cuối năm đã giá có lên được tới 100.000 đô hay là không. Nhưng mà các bạn thấy là mục tiêu chu kỳ này của Stock to Flow đó là lên tới 532.000 đô. Nghĩa là chúng ta đi theo chu kỳ mà 4 năm đó thì nó nằm đâu đó ở năm 2025 này các bạn. 525.000 đô. Nhưng mà sự thật đó là Plan B nói nó có thể dao động từ mức là 250.000 cho đến 1 triệu đô la. Wow các bạn, nếu như mà chúng ta nghĩ đến cái mức 1 triệu đô la một Bitcoin, cái mức mà trước đây đó nhiều năm tôi nghĩ là nếu như một ngày nào đó Bitcoin đạt được 1 triệu đô la thì thế giới chúng ta đang sống không biết một thế giới như nào nữa, nó không hẳn là tốt đâu. Nhưng mà cho dù Plan B đợt này đoán sai 90% các bạn thì chúng ta thấy là vẫn là 100.000 đô, Thuận vẫn sẽ tha thứ cho Plan B. Thì đây là cập nhật mà được nhiều người nói đến ở trên Twitter, cho nên Thuận muốn chia sẻ với các bạn để các bạn hiểu rõ hơn về Plan B và cái mô hình Stock to Flow này. Và đây là một mô hình dựa theo sự khan hiếm của một tài sản, mà mô hình này đó không phải là chỉ riêng cho Bitcoin đâu các bạn. Đây là một mô hình mà cũng được sử dụng cho những tài sản như là vàng trong vòng nhiều năm qua. Nó chỉ áp dụng với Bitcoin trong vòng khoảng chừng là 5 năm qua mà thôi. Ngoại trừ Bitcoin ra, chúng ta cũng có một số những cái sự sôi động trong thị trường, như là các bạn thấy là Solana đã vượt qua Ethereum và trở thành cái chuỗi ghi nhận lượng stablecoin đồng ổn định di chuyển nhiều nhất trong vòng một tuần qua. Chúng ta có dẫn đầu đó là Solana, để Thuận zoom vào các bạn thấy rõ hơn. Solana dẫn đầu với 103 tỷ, kế đó là Ethereum 90 tỷ, Tron 82 tỷ, BNB Chain là 14 tỷ và Arbitrum là 8 tỷ đô la các bạn. Nói chung đó thì Ethereum vẫn rất là gần, nhưng mà các bạn thấy là Solana trong một tuần qua đã có nhiều stablecoin di chuyển hơn. Nhưng mà ngược lại đó thì Ethereum đã chiếm lấy vị trí thứ nhất cho những cái DEX một lần nữa rồi các bạn. Tại vì các bạn đã nhớ là cách đây khoảng chừng 1 tuần hay gì đó, cái volume cho những cái sàn phi tập trung của Solana đã vượt mặt cả Ethereum. Nhưng mà các bạn thấy 1 tuần qua đó thì Ether đã lấy lại vị trí thứ nhất rồi. Chúng ta thấy được là Ethereum trong vòng 1 tuần qua đã có 9.4 tỷ đô la giao dịch. Kế đó là Solana là 6.42. Các bạn thấy được là đứng thứ 3 này, đó chính là Arbitrum là 4.62. BSC là 4.3 và Avalanche là 1.1. Nói chung là Solana vẫn có nhiều cái thành tích trong chuyện gần đây các bạn. Còn một số những cái tin tức khác nữa tôi muốn chia sẻ với các bạn để các bạn hiểu rõ hơn, như là chúng ta có cái thông tin đến từ sàn OKX. Thì sàn OKX họ nói là bắt đầu là từ tuần sau thì những cái người mà sử dụng sàn của họ ở Vương quốc Anh thì cần phải làm một cái bài kiểm tra trắc nghiệm trước khi mà tiếp tục giao dịch, và để biết được là cái người sử dụng có hiểu được rủi ro khi mà giao dịch tiền điện tử hay là không. Và những người nào mà không thành công để mà làm bài trắc nghiệm đó thì sẽ không có tiếp tục sử dụng OKX được ở Vương quốc Anh. Và các bạn đã biết là Vương quốc Anh thì họ cũng đã bắt đầu áp dụng cái luật mới vào năm nay, và bây giờ đó thì dựa theo OKX, cái số lượng token có thể được giao dịch ở Vương quốc Anh trên sàn OKX đã giảm xuống chỉ còn có 40 crypto mà thôi, cộng với lại cái bài trắc nghiệm này, cho nên họ vẫn sẽ tiếp tục có thể hoạt động ở nước Anh. Mặc dù là Binance vì một lý do nào đó thì không thể tiếp tục hoạt động ở nước Anh nữa các bạn. Không biết khi nào Binance mới bắt đầu mở cửa để mà chào đón những cái user từ Vương quốc Anh, nhưng mà OKX thì vẫn sẽ hoạt động, chỉ là có sự thay đổi này mà thôi. Chúng ta cũng có một cái thông tin mà nhiều người cũng xôn xao ngày hôm nay, nói là hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu cái luật mới liên quan đến sở thuế các bạn. Thì các bạn đã biết là cách đây một thời gian rồi, có thể nói là nửa năm hay gì đó, chúng ta đã nói tới một cái luật được thông qua Hoa Kỳ, rồi là cái luật liên quan tới infrastructure, nghĩa là cái nền tảng. Trong cái luật này đó có một phần lại liên quan đến crypto, tại vì họ nói là một trong những cách mà họ có thể kiếm cái doanh thu để có thể hỗ trợ cái luật mới này, đó chính là thu từ thuế từ liên quan đến crypto. Thì trong cái phần đó họ nói là tất cả những brokers, nghĩa là tất cả những công ty giao dịch crypto đó, khi mà họ xử lý một giao dịch nào đó mà hơn 10.000 đô thì họ có trách nhiệm phải báo với lại sở thuế trong vòng 15 ngày tên của người đó là gì, cái số an ninh xã hội là bao nhiêu, tất cả những thông tin cá nhân. Thì đây là một cái luật mà nhiều người nói là không thể nào mà những sàn giao dịch có thể tuân theo được. Thứ nhất là sở thuế cũng chưa bao giờ đưa ra bất cứ một cái hướng dẫn gì làm sao để mà khai báo những cái này. Thứ nhì nữa đó, giả sử như là Thuận nhận được 10.000 đô từ một bạn nào đó thì làm sao sàn Coinbase có thể biết được là người mà gửi cho Thuận là ai, làm sao họ thu thập được thông tin đó các bạn. Cho nên nó cũng khá là vô lý. Và ngay cả khi mà họ hỏi Thuận thì Thuận hỏi người đó, người đó cũng chưa chắc đưa cho Thuận thông tin cá nhân như vậy. Cho nên đây là luật mà hầu như không thể tuân theo được. Và Bộ Tài chính tuy đã nói là họ sẽ không có áp dụng cái luật này với lại những cái công ty đào Bitcoin, tại vì các bạn tham gia vào đào hay là staking, các bạn làm sao biết được là những gì đó là đến từ đâu và danh tính người đó là ai. Nhưng mà họ sẽ áp dụng với những sàn giao dịch. Thì chúng ta đã thấy là cách đây hơn 1 năm rồi đó, thì Quốc hội cũng đã có ý định là sẽ thúc đẩy chỉnh sửa cái phần này trong cái luật. Chúng ta đã thấy được những người dẫn đầu là Patrick McHenry, chúng ta có dân biểu Tim Ryan, chúng ta có nhiều những dân biểu khác như là Kevin Brady, Rohana Thamammer, Eric Swalwell, Juan Davidson, Dan Soto, Anthony Gonzalez và Tasbert các bạn. Những cái tên tuổi mà chúng ta cũng nghe quen thuộc từ Quốc hội ủng hộ crypto. Đến bây giờ thì cái phần này vẫn chưa có được thay đổi, cho nên nhiều người cũng nói đến ngày hôm nay là bắt đầu hôm nay thì làm sao những sàn giao dịch có thể thu thập được thông tin này. Nhưng mà đó là chuyện của những sàn giao dịch các bạn. Chúng ta sẽ chờ thêm thông tin. Trước khi kết thúc video này để chúng ta cũng sẽ xem một số những cái tin tức ngày hôm nay liên quan đến thị trường tài chính nói chung các bạn. Thì hôm nay là ngày mở cửa chứng khoán đầu tiên ở Hoa Kỳ. Kết thúc thì cũng không có như muốn các bạn. Mở cửa đầu tiên ở Hoa Kỳ đó thì chúng ta đã thấy là Nasdaq đã kết thúc xuống 1.63%, trong khi mà S&P 500 đã xuống 0.5 và Dow Jones thì không thay đổi nhiều. Và pre-market bây giờ thì cũng đang đỏ một chút các bạn. Nói chung là sau 1 năm tăng trưởng thì mở đầu năm nay nó là một màu đỏ trong thị trường chứng khoán. Hợp đồng của dầu đó thì vẫn ở mức coi như thấp các bạn, 70 đô 43 cent cho một thùng dầu. Hợp đồng của vàng đó thì ở mức là 2072, không có thay đổi nhiều. Crypto chúng ta nói tới khá nhiều mới đây rồi. Nhưng mà có một cái thông tin đó, đây là thông tin liên quan đến một công ty mà ở Đan Mạch các bạn. Đây là một công ty mà họ di chuyển hàng hóa đường biển có tên là Maersk. Thì công ty Maersk này đó, họ đã ra quyết định là sẽ không tiếp tục di chuyển hàng hóa của họ thông qua vùng biển người là Red Sea, nghĩa là vùng biển đỏ các bạn. Lý do là các bạn đã nhớ Thuận đã từng chia sẻ với các bạn là có một cái sự cố xảy ra gần đây với một cái nhóm Hồi giáo gọi là Houthi, và bây giờ đó thì nói chung đó cái nhóm này họ đã bắn một số những cái thuyền chở hàng thông qua vùng biển này dẫn đến thiệt hại. Và bây giờ đó thì các bạn thấy được là quân đội ở Hoa Kỳ thì cũng đã phản đòn lại và bắn những cái thuyền của họ. Nói chung thì hai bên đang bắn nhau hiện tại các bạn. Đây là một vùng biển mà nó không có được an toàn ngay thời điểm này. Nhưng mà đáng tiếc đây là một vùng biển mà nó lại quan trọng trong việc di chuyển hàng hóa. Và rất là nhiều những cái thuyền di chuyển hàng hóa đó họ đã phải thay đổi cái tuyến đường của họ. Và điều này đã dẫn đến thiệt hại không hề nhỏ các bạn. Nó ảnh hưởng tới 225 tỷ đô la hàng hóa di chuyển thông qua cái đường biển này, và phần lớn là đến từ Thượng Hải. Cho nên các bạn thấy được bây giờ đó với cái tuyến đường bị thay đổi như vậy đó thì đương nhiên cái chi phí vận chuyển nó sẽ cao hơn. Cho nên một trong những điều mà nhiều người lo lắng bây giờ là cái tin tức này nó không biết là sẽ kéo dài bao nhiêu và nó có ảnh hưởng đến cái phần trăm lạm phát hay là không. Tại vì đương nhiên khi mà những công ty họ phải tốn kém nhiều tiền hơn để mà di chuyển cái hàng hóa đến nơi mà cần đến, thì đương nhiên khi mà đến đó rồi đó thì hàng hóa cũng sẽ bị đôn giá lên các bạn, dẫn đến lạm phát phải tăng trở lại. Hy vọng là cái sự kiện này nó sẽ sớm chấm dứt, nhưng mà đây là cái sự ảnh hưởng. Và ngày mai đó chúng ta sẽ có một cái thông tin lớn, đó chính là văn bản cuộc họp của Fed tháng 12 sẽ được công bố. Các bạn nhớ là họ họp xong rồi thì 3 tuần sau sẽ có cái văn bản chính thức, thì ngày mai chúng ta sẽ biết văn bản đó trong đó nói gì, và đặc biệt chúng ta muốn xem coi là mọi người có giọng điệu như thế nào về việc giảm lãi suất năm nay. Khi nào mà có thì chia sẻ với các bạn, nhưng mà đây sẽ là cái tin tức lớn. Và chúng ta cũng thấy được trên màn hình, đây là tài liệu được chia sẻ bởi Fed ở St. Louis các bạn. Thì chúng ta đã thấy trên màn hình những cái đường này nó đại diện cho cái lần mà tăng lãi suất, thì cái phần trăm ở bên tay trái đó là phần trăm lãi suất tăng tới bao nhiêu các bạn. Thì đương nhiên các bạn thấy là những cái thời điểm giống như là chúng ta nói cái đường màu xanh dương này đi, lãi suất năm 1983 tới 84 đó, thì trong đợt tăng đó chúng ta đã thấy là tăng lên tới là gần 12%. Nhưng mà đương nhiên chúng ta bắt đầu tăng từ cái mức là 9% rồi các bạn, cho nên nó bắt đầu từ cái mức cao hơn thì sẽ kết thúc ở cái mức cao hơn. Lần này đó chúng ta thấy là cái đường chấm chấm màu xanh lá cây trên màn hình này nó đại diện cho cái đợt tăng lãi suất cho đến thời điểm bây giờ vẫn chưa biết khi nào chấm dứt. Hy vọng năm nay sẽ chấm dứt các bạn, là sẽ bắt đầu có sự giảm lãi suất. Nhưng mà chúng ta thấy là cái sự tăng trưởng này đó tuy là chỉ tăng tới 5.25% mà thôi, nhưng mà nó bắt đầu từ con số 0. Đây là cái sự so sánh mà các bạn có thể nhìn thấy được trên màn hình. Và ở bên dưới này đó, từ số 0 cho đến 1080 đại diện cho cái số lượng ngày các bạn, bao nhiêu ngày trong đợt tăng lãi suất này, nghĩa là chu kỳ tăng nó bao nhiêu lâu. Thì cái mình thường muốn chỉ ra với các bạn đó là nếu như mà Fed quyết định là sẽ ngưng tăng lãi suất trong năm nay, tôi nghĩ là bắt đầu từ tháng 3 bắt đầu giảm lãi suất đó, thì cái đợt tăng lãi suất này nó cũng không phải là ngắn quá so với lịch sử đâu các bạn. Nó dài hơn cái đợt tăng lãi suất của năm 94 tới 95, dài hơn đợt tăng lãi suất của năm 99 tới năm 2000, nó dài hơn những cái đợt bên trên này các bạn, giống như năm 88 tới năm 89, và nó dài bằng với năm 83 tới năm 84. Nó chỉ ngắn hơn hai đợt là 2004 tới 2006 và 2015 tới 2018 mà thôi. Nói chung đó là nếu như mà Fed quyết định ngưng tăng bây giờ thì nó cũng đâu đó, nếu tính theo cái số lượng ngày, nó cũng đâu đó hợp lý so với là lịch sử trước đây, chứ không phải là ngắn đâu. Và đầu năm nay thì các bạn thấy là mở đầu đó thì cổ phiếu Apple giao dịch đã xuống 3.58%. Công ty Apple này đó thì năm vừa rồi tăng thì cũng coi như là ok các bạn, ở mức là 42%, thì nó cũng ngang hàng với nhiều những công ty công nghệ lớn. Nhưng mà mới đầu năm nay đó đã có cái sự xuống là 3.58%, và một chuyên lý do đó chính là ngân hàng Barclays đã đưa ra quyết định là họ cảm thấy là công ty Apple đó thì sẽ bị xuống hạng khi mà xếp hạng by Barclays, tại vì cái số lượng iPhone 15 bán đó, nó quá yếu so với kỳ vọng. Và đây cũng là một trong những cái sự lo lắng là iPhone 16 đó, khi mà phát hành năm nay có thể là sẽ không bán chạy. Tại vì nói thật chứ Thuận vẫn sử dụng iPhone 14 cho tới bây giờ các bạn, và thường sử dụng một cái iPhone tới mấy năm lận. Tại vì mỗi lần mà thay đổi điện thoại nó cũng khá là phiền phức đối với Thuận. Tuy là các bạn có thể tải hết những ứng dụng và những cái thông tin qua điện thoại mới, bây giờ coi như là cũng khá là dễ dàng, nhưng mà cũng tốn một thời gian để làm như vậy. Và sau đó các bạn phải login lại một số những cái ứng dụng, rồi phải setup lại theo cái ý muốn của mình, cho nên cũng tốn thời gian và nó làm gián đoạn những gì mà Thuận cần làm. Cho nên Thuận thì cũng không có muốn thay đổi điện thoại thường xuyên. Và thật ra 14, 15 và thậm chí 16 tới đây có thể là cũng giống nhau mà thôi các bạn, khác nhau là cái chụp hình nó như thế nào và nó nhanh bao nhiêu. Nhưng mà khi các bạn sử dụng những ứng dụng bình thường, nó giống như các bạn sử dụng Facebook hay là Twitter, thì các bạn sẽ không thấy sự khác biệt nhiều từ 14 tới 15 đâu. Cho nên Đối với iPhone 16 đó thì Barclays có khả năng thấy là cái lực bán có thể là sẽ không cao. Và đây là tất cả những thông tin mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm hiểu những ưu đãi, như là các bạn có thể nhận được bonus hay giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binance, Linex và một số nhiều khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.